mọi người đã đến với tập 2 của hành trình ăn gì, chơi gì, ở đâu tại Phú Yên của 1900 vé máy bay. Và giờ thì tụi mình đã đến một khách sạn 4 sao ngay trung tâm của thành phố Tuy Hòa, đó là Phú Yên Everyday Hotel. Thiết kế và trang trí của sảnh khách sạn thì theo phong cách hiện đại và sang trọng. Ấn tượng của sảnh là một cái chiếc thuyền màu trắng ở bên hông rất là độc đáo. Cùng với sự kết hợp giữa các vật liệu cao cấp như là gỗ, đá và kính tạo nên một không gian trang nhã và thu hút. Theo mình được biết thì khách sạn vừa mới được khai trương vào dịp cuối năm vừa rồi nên mọi thứ còn rất là mới. Giờ thì theo chân tụi mình lên xem không gian phòng ngủ bên trong nha. Đây là hạng phòng giường đơn, nội thất thì rất là xịn sò, có ga màu trắng xám mang đến một cảm giác xà xỉ và tinh tới. Bên cạnh là một chiếc bàn trang điểm được decor rất là xinh. Về tiện nghi thì cơ bản cùng với phiếu ăn sáng buffet kèm trong cái giá phòng. Còn đây là khu vực nhà vệ sinh được ngăn cách riêng biệt, phòng tắm riêng đi kèm với bồn tắm nằm và bồn tắm đứng với một chiếc view mở hứa hẹn sẽ là một nơi lý tưởng cho các cặp đôi. Tầng trên cùng của khách sạn sẽ là khu vực hồ bơi vô cực với một chiếc rooftop với view bao trọn cả thành phố rất là chill. Lịch trình hôm nay thì tụi mình sẽ di chuyển đến một địa điểm check-in đã được quay trong một bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, các bạn có thấy quen không? Nói tới đây thì mọi người không có quá xa lạ với bãi xếp là một trong những phân đoạn được quay chính trong bộ phim. Trời ơi, tụi tôi bị lạc đường, tới chỗ là gần 5 giờ, mà may thay được một cô người dân ở khu vực này phát hiện và chỉ cho một con đường tắt để qua bãi xếp mà không có tốn phí. Tụi tôi thì cũng cố gắng chạy cho lẹ tại vì trời nó cũng sắp là sập tối rồi ấy. Cơ mà không có recommend mọi người đi theo nha, do tụi tôi xui thôi nên mọi người cứ đường chính và đi vào nha. Không biết đi sao mà tụi mình di chuyển ra bãi tắm luôn, nhưng mà nước biển ở đây xanh mát nha. Có mấy em nhỏ đang đá bóng trên cát nữa nè, người dân và khách du lịch thì mình thấy tắm biển cũng rất là đông. Phía bên cạnh sẽ là gành ong, những cái chồng đá tự nhiên ở đây được xếp chồng lên nhau tạo ra một cái địa hình độc đáo với nhiều góc sống ảo cực đẹp. Cái cảm giác mà được đứng giữa biển thế này làm cho mình thoải mái và yên bình, mọi áp lực, stress như là tan biến đi luôn á, rất là thích. À nên nhớ, muốn có một tấm ảnh đẹp thì phải dắt con bạn thân theo để có người chụp hình có tâm cho mình nha. Tới đây thì tưởng là mọi chuyện xui xẻo đã kết thúc rồi, nhưng không, vẫn còn. Trời bắt đầu đổ mưa rất là to. Vì vậy rất là tiếc không thể di chuyển qua khu vực phim trường được, nên hẹn bãi xếp lần sau nhé. Rất là tiếc luôn, thật sự rất là bất ổn. Nên mọi người tranh thủ đi tầm 2 giờ trưa tới nơi là vừa kịp có nắng chụp hình sẽ đẹp hơn. À theo mình được biết giá vé vào cổng ở đây sẽ là 20.000 cho một người, chứ đừng có đi trễ lắm thì như tụi tôi đó, rất là uổng. Đã xui như vậy rồi á thì thôi, đi ăn cho đỡ xui thôi. Và đây là một quán ăn rất là nổi tiếng tại Tuy Hòa, Phú Yên. Bò một nắng gì mai, địa chỉ là 350 Trần Hưng Đạo. Đây là quán gốc, hình như là có chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và một chi nhánh ở Đà Lạt. Menu thì chủ yếu là bò với cá ngừ. Hôm mình đi thì quán khá là đông. Ở đây còn có phòng riêng dành cho những ai còn dự riêng tư nữa nha. Một điều tôi rất là ân nha, mấy anh phục vụ ở đây rất là đẹp trai và nhanh nhẹn nữa chứ. Đây là bestseller ở quán Xí Quách Cây Khổng Lồ, nhìn hành tráng ghê không? À, món gỏi bao tử cá và bò muối kiến cũng là món đặc trưng của quán, không thể bỏ qua nha. Ta nói nhìn phần thịt bò dày như này là thấy chất lượng cỡ nào rồi. Nhìn hai đứa tôi ăn như bị bỏ đói cả ngày, ăn li li mà không thấy điểm dừng. Món bò một nắng thì được tẩm ướp đậm gia vị đặc trưng, sợi thịt bò thì ngọt và dai. Đặc biệt ở đây phải nói đến muối kiến vàng được chấm chung với thịt bò, có vị chua rất là lạ miệng nên khi ăn vào rất là cuốn nha. Đây cũng là một trong những món ăn đặc sản nổi tiếng của xứ Nẩu.
Về phần món gỏi bao tử cá thì giòn, ngọt, đậm đà, ăn rất là bắt vị nha. Chén qua món cuối cùng đó chính là lẩu xíu quách siêu to khổng lồ. Trong nồi có quá trời là thịt luôn, cục nào cục nấy thì chà bá lửa. Gân bò thì dai sừng sượt, thịt bò thì mềm, nước dùng từ xương rất là đậm đà. Đây nè, bao nhiêu tinh túy của con bò là nằm ở phần tủy rất là béo. Và đây là thành quả của tụi tôi, ăn quá trời quá đất mà giá chỉ hơn 500 cành thôi. Mọi người đến Phú Yên nhất định nên ghé quán này thử nha. Khoảng thời gian chiều tối tại tháp Nghinh Phong sẽ rất là đông. Các bạn có thể lựa chọn đi vào tầm 5-6 giờ sáng để mình có thể vừa kịp đón bình minh ở đây cũng rất là đẹp. Khi đến đây vào giờ này thì có vẻ vắng hơn và mình cảm thấy là không gian ở đây rất là rộng lớn, thoáng đãng, đặc biệt là gây ấn tượng bởi thiết kế đặc sắc có 102. Được lấy ý tưởng từ gành đá đĩa và huyền tích trăm trứng nở trăm con của Việt Nam. Ở giữa khe Nghinh Phong được gắn các mảng phù điêu tạc trên những phiến đá granite, chạm khắc bởi những nghệ nhân người Phú Yên như một hình thức kể lại câu chuyện lịch sử. Khung cảnh buổi sáng tại tháp Nghinh Phong phải nói là đẹp mê hồn, cảm giác như là mình đang trong một câu chuyện thanh xuân vậy á, lung linh và lấp lánh. Mọi người nhớ đi sớm để đón được những khoảnh khắc đẹp của Phú Yên nhé, nếu không là tầm 7 giờ trở đi là tháp Nghinh Phong bắt đầu đông rồi ý. Chụp hình đã đời xong thì tụi mình bắt đầu quay về khách sạn để dùng bữa sáng. Buffet sáng sẽ bắt đầu từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi ở tầng 1 của khách sạn. Không gian nhà hàng thì khá là rộng và mát mẻ, bởi vì là không gian phòng kín nên giúp mình có thể tận hưởng được một buổi sáng thoải mái và thư giãn. Do là vì tụi mình đến khá là trễ nên nhà hàng thì cũng rất là vắng và các món ăn gần như đã hết. Thấy tụi mình loay hoay một hồi thì bạn nhân viên đã gợi ý cho mình món phở. Và nếu bạn nào mà thích ăn phở thì có thể báo nhân viên để đầu bếp chuẩn bị đem món ra nha. Mới ăn có chập sáng là đã đến chập trưa, mà đói là phải đi ăn. Và đến Phú Yên rồi thì không thể bỏ qua món cơm gà Phú Yên. Mặc dù là món cơm gà thì ở đâu cũng có, nhưng hương vị cơm gà ở Phú Yên thật sự rất là đặc biệt, đảm bảo sẽ không khiến bạn thất vọng. Địa điểm mà tụi mình lựa chọn đó là một quán ăn rất là nổi tiếng tại Tuy Hòa. Cơm gà Tuyết Nhung nằm ở 189 Lê Thánh Tôn. Khi mà nhắc đến cơm gà Tuyết Nhung thì không những người dân địa phương ở đây biết đến mà khách du lịch cũng dành những cái lời khen có cánh về quán nên quán lúc nào cũng rất là đông. Diện tích của quán thì không có quá lớn nhưng mà bố trí bàn ghế khá gọn gàng và sạch sẽ. Giá phần cơm ở đây thì rất là rẻ, chỉ có 30.000 đồng cho một phần thôi là mình đã có một cái đĩa cơm uống đủ với đầy thịt gà rồi. Và đương nhiên khi ăn cơm gà Phú Yên thì nên ăn kèm với hành tím ngâm, ăn rất là bắt vị. Mấy cô nói gà ở đây là thuộc hạng là gà ta, gà tự nhiên ấy. Còn hạt cơm thì dẻo thơm, nấu cùng với nước luộc gà, đảm bảo được cái độ rời nên hương vị vô cùng ngon. Ở trước quán cơm gà thì có một cái cô bán bánh hồng, cũng là một trong những cái món bánh đặc sản của Phú Yên đó nha. Tụi mình đã dừng chân lại và được cô cho dùng thử. Quả thật bánh rất là ngon, bánh dẻo thơm mùi vani, ngọt vừa nhưng mà không có bị gắt. Ngoài ra thì còn có các loại bánh như là bánh lá dứa, bánh khoai mì chỉ từ 3.000 đồng cho một cái thôi. Các bạn có thể ghé ủng hộ cô nha, bánh cô bán rẻ, rất ngon mà cô bán còn dễ thương nữa. Cũng đã kết thúc hành trình ngày thứ 2 tại Phú Yên. Hãy đón xem ở video tiếp theo, ngày cuối cùng tại Phú Yên tụi mình sẽ ăn gì, chơi gì, ở đâu cũng 1900 vé máy bay và những chuyến đi nhé. Bye!